chị yêu đã đến với kênh mỹ phẩm chính hãng Shop Bác Cứng. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho tất cả các chị yêu về một cái dòng sản phẩm. Đây là một cái dòng sản phẩm phân nước By Queen nha mọi người. Đây, cái hộp ở ngoài nó như thế này nha mấy chị. Đây, đó, nó sẽ có cái tem của công ty nè, By Queen Cosmetic nha mọi người. Đây là một cái dòng phấn nước. Cái dòng phân nước này nó sẽ gọi là cái phấn che khuyết điểm rất là tốt, cũng như là make up cho cái làn da của mấy chị, che đi những cái khuyết điểm như là thâm nám mụn hoặc là những cái da mà có lỗ chân lông lớn á, chân lông bự á, thì mấy chị che khuyết điểm rất là ok luôn nha. Đây là một cái dòng phân nước đang hot nhất hiện nay, cũng như là đang rất là nhiều độ tuổi sử dụng nha. Cái dòng sản phẩm này nó sẽ có một cái tông một thôi, nó sẽ có một tông thôi, nhưng mà cái tông của nó là cái tông mà tông da tự nhiên, sẽ giúp da của mấy chị được trắng hơn, được sáng và chia đi những cái khuyết điểm, những cái gọi là những cái đốm đen hoặc là chia đi những cái lỗ chân lông rất là tuyệt vời luôn. Đặc biệt chỉ sau một cái lần dặm phấn qua thôi là da của mấy chị rất là xinh, cũng như là tươi tắn và khỏe hơn rất là nhiều. Đây, cái hộp khá là sang chảnh luôn nha mọi người. Khi mà mấy chị sử dụng là mấy chị gỡ cái gương này ra, tại gương này nó còn cái bọc giấy nha, để bảo vệ cái kính đấy. Còn cái này là cái bông, cái mút ấy, mấy chị, cái chấm mút để mình lấy kem lên để cho cái chất kem nó thấm vào cái mút và mình đánh lên cho nó đều kem á. Mút rất là mềm luôn nha mấy chị, cái đầu mút rất là mềm, rất là ok luôn, rất là mềm. Cũng như là em nghĩ là cái mút này nó sẽ làm cho chất kem được thấm đều hơn và tán cái chất kem nó được ok hơn nha. Và đây, và khi mấy chị sử dụng thì mấy chị sẽ gỡ cái lớp giấy này ra và lấy cái mút này chấm lên những cái khuyết điểm và đánh theo cái theo cái khuôn mặt như này thì ra nè, kéo này nè. Đặc biệt là cái mút này á, là khi mấy chị sử dụng mà nó bị dính dơ hoặc là nó mấy chị muốn làm sạch á, mấy chị chỉ cần là nhúng nước nè, nhúng nước sẽ sạch đi những cái lớp phấn đi. Sau đó mấy chị sẽ lấy cái gọi là lấy cái sữa rửa mặt mấy chị chế lên và mấy chị chỉ cần bóp nhẹ và xả với nước là cái mút nó rất là sạch nha. Còn cái dòng sản phẩm này là dòng sản phẩm phấn By Queen rất là hot trên thị trường, cũng như là cái dòng sản phẩm này á được rất là nhiều chị công sở, cũng như là những cái chị mà thích làm đẹp, make up cho da, không cần phải tốn nhiều thời gian để mình là mình phải phủ cái lớp trang điểm, lớp nền, lớp lót, lớp phủ rồi tá lả. Cái này chỉ cần một lớp thôi là da của mấy chị sẽ được đẹp, cũng như là được trắng sáng và chia đi những cái khuyết điểm rất là nhiều. Chị nào mà muốn sở hữu một cái hộp phấn sang chảnh như này á, là cứ liên hệ ngay cho em qua cái Facebook bên em là Facebook Trần Thị A Lít chuyên sĩ mỹ phẩm, hoặc là mấy chị có thể là kết bạn qua Zalo bên em qua số là 0933 766 739 hoặc là 0355 838057 nha. Với cái thiết kế nhỏ gọn nhẹ như này thì mấy chị có thể là sử dụng cái dòng phân nước này từ 3 đến 6 tháng mới hết nha. Đặc biệt đối với những chị mà hay make up trang điểm thì chỉ cần lấy một lượng phấn vừa đủ thôi là nó sẽ đánh hết cái khuôn mặt luôn, không cần phải lấy phấn nhiều đâu nha mấy chị, nó rất là tiết kiệm phấn luôn. Và đặc biệt là có cái bông phấn nha, có cái bông phấn này em giới thiệu cho mấy chị á. Cái hộp nó như này nè, mấy chị mở lên này nè, và khi mà đẩy xuống nó sẽ hít như này nè, nó sẽ có 500 hít nha mọi người. Rất là tiện lợi cho những chị mà thích trang điểm cũng như là thích làm đẹp thì mua cái dòng sản phẩm này thì quá ok, quá tiện lợi luôn. Đây là dòng sản phẩm đang cực kỳ hot và làm mưa làm gió trên thị trường, và có thể là cái dòng phấn này á nó kháng nước rất là tốt, khi mấy chị đi trời mưa thì nó sẽ không bị lem, không bị trôi, và đặc biệt là nó sẽ giúp cho da kìm dầu rất là tuyệt vời nha. Chị nào cần mua dòng sản phẩm phấn nước chính hãng này thì nhanh tay hãy liên hệ sớm để được đặt hàng nha. Và bây giờ em sẽ kết thúc video này. Cảm ơn tất cả các chị yêu rất là nhiều, và chị nào muốn thì liên hệ sớm cho em qua cái số điện thoại Zalo bên em là 0355 838057 hoặc là 0933 766 739 nha mọi người. Cảm ơn, bye bye.